Kính thưa quý vị và các bạn, mấy hôm rồi tôi lang thang trên các trang mạng để may ra nhìn được hình ảnh của Sư Minh Tuệ bình yên trong thời gian này. Tuyệt nhiên, những hình ảnh ngày càng ít, dẫu mong chỉ thấy được vài short hình quay nhấp nhoáng bằng điện thoại, cũng cảm thấy ấm lòng. Nỗi buồn của người làm chương trình chúng tôi có lẽ cũng như tâm trạng của các bạn yêu mến và tôn kính Sư Minh Tuệ. Không biết làm gì hơn, chúng ta cùng nhìn lại những hình ảnh của Sư, những dòng tâm sự, những câu thơ đã để lại trong lòng chúng ta qua những tháng ngày đi bộ hành Nam Bắc. Hình ảnh làm tôi ấn tượng nhất là những bước chân của Sư đến đâu cũng có những tấm lòng thương kính đi theo cúng dường thực phẩm. Hơn thế nữa, khi Sư Minh Tuệ ngồi nghỉ chân trên đèo Pha Đin, cuộc gặp gỡ kỳ thú Thầy Thích Minh Tuệ tháng 5 năm 2019 của tác giả Vivian Pham. Trong một chuyến đi thiện nguyện kết hợp với phượt bằng xe máy từ Hà Nội lên Điện Biên Phủ, khi đi qua đèo Pha Đin, mình và bạn bè khá mệt nên cố gắng tìm một trạm dừng chân. Chiều tà buông xuống, đường đèo ngoằn ngoèo, trạm dừng chân không thấy đâu. Chỉ thấy một thầy tu đang ngồi như prangoing, như kiểu thiền, trên mỏm đá, ngay ở một góc đường mà bọn mình có thể tạt xe vào nghỉ. Cả nhóm nhìn thầy mà ngần ngừ không muốn vào vì không muốn làm phiền thầy. Tuy nhiên, vì mình đã quá mỏi, mình quyết định xuống xe, lại gần xin phép được ngồi nghỉ cạnh thầy. Chúng con xin lỗi vì đã phá đi sự tĩnh lặng của thầy. Chúng con có thể ngồi nghỉ ngay ở đây không ạ? Đường xa quá mà chúng con tìm mãi không có chỗ nào có thể dừng chân. Thầy nhìn mình hồ hởi mỉm cười. Ô không sao ạ, con cũng chỉ đang nghỉ chân thôi mà. Thoáng ngạc nhiên về cách xưng hô của thầy, nhưng vì thấy thầy cười rất tươi, rất thân thiện gần gũi, nên mình mạnh dạn ngồi cạnh hỏi han thầy đủ chuyện. Thầy kể, thầy đi khất thực từ Nam ra, giờ thầy đang đi xuống Ninh Bình rồi sẽ ở lại Ninh Bình ít ngày, sau đó lại đi tiếp. Ngày thầy chỉ xin ăn một bữa, cũng có ngày thầy đi mãi không gặp được ai, để xin thì nhịn thôi, lấy nước suối sống qua ngày. Đêm thầy ngủ ngồi dưới gốc cây hoặc trên các mỏm đá. Ngày nào cũng miệt mài đi từ 4 giờ sáng đến tối khuya, mệt đâu thì nghỉ đó. Mình quan sát thấy thầy đi chân trần, mặc đúng chiếc áo tu mỏng manh, cạnh thầy là một chiếc túi vải. Mình hỏi thầy có cần gì không để mình giúp, thì thầy nói, hôm nay con đã được ăn rồi, cho con xin một ít nước uống thôi ạ. Mình tặng thầy 2 chai nước, thì thầy chỉ nhận 1 chai, con chỉ cần đủ uống thôi ạ. Tạm biệt thầy sau gần 1 tiếng nói chuyện. Tự nhiên trong mình dấy lên cảm giác vừa khâm phục vừa lưu luyến đến kỳ lạ. Cả đêm, ở Điện Biên Phủ mình đã không ngủ được, nằm tính toán xem nếu thầy dậy từ 4 giờ sáng đi bộ xuống đèo. Thì khi mình dậy, đi xe máy xuống phía xuôi, liệu mình có còn duyên được gặp thầy lần nữa không? Ý nghĩ đó cứ ám ảnh mình mãi đêm đó. Và thật kỳ diệu, trên đường vượt đèo xuống xuôi, mình đã được gặp thầy lần nữa. Nhưng lần này thầy đang đi bộ rất nhanh, nên mình không muốn làm phiền thầy, mình chỉ đi chậm lại chào thầy rồi đi tiếp. Đó là ngày đúng ngày sinh nhật của người bố đã mất của mình. Sống ở Mỹ nên mình không đọc tin tức gì nhiều ở Việt Nam, cũng không hay xem TikTok hay các video trên mạng. Gần đây một số bạn bè thân thiết post nhiều về một người thầy tên Thích Minh Tuệ, mình đọc nhưng cũng không chú tâm nhiều. Tự nhiên đêm qua mình vô tình đọc một bài share của người bạn nói về chặng đường 6 năm Thầy Thích Minh Tuệ đi khất thực từ Nam ra Bắc và ngược lại. Kèm với ảnh của thầy, thì mình mới giật mình nhớ lại ngày mùa hè năm 2019 đó. Mình đã được ngồi dưới tán cây mát mẻ, đàm đạo với thầy gần 1 tiếng về Phật Pháp và cõi tu tập. Nước mắt mình cứ thế tuôn rơi. Thầy ơi, mong thầy luôn khỏe mạnh, chân cứng đá mềm nhé. Ngoài câu chuyện trên, khi thầy đến Quảng Bình, hình ảnh ấn tượng khi thầy ngồi dưới một gốc cây đa. Ngoài những người quay YouTube, còn rất nhiều người dân bao quanh sư đảnh lễ. Đặc biệt có một anh mặc quần màu xanh, sắc phục của công an, đã đến đảnh lễ sư bằng một bài thơ gây rất nhiều cảm động. Trong số những người làm cúng, tôi cũng có người là nhà thơ, nhưng khi nghe qua lời thơ này, rất cảm mến và thán phục. Lời thơ mộc mạc, ít trau chuốt, nhưng dậy lên luồng cảm xúc người nghe. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Với một cái tâm thức của người Phật tử thì có mấy cái câu thơ. Anh là công an nha mọi người, công an á. Tuy là không hay nhưng mà đây từ một cái tâm thức của con người. Để xin được đọc bạch thầy cho mọi người. Rồi, A Di Đà Phật.
Cô đầu tần chân đất khắp nơi nơi chẳng có dép giày với áo tây đầu đà tu hành khổ người ơi dạo bước thầy đi khắp nơi nơi bàn chân rướm màu màu Phật tổ hai chữ Di Đà nở như hoa không tiền không nhận tiền quà người biểu kình ngày một bữa đủ là thôi một cảnh chân tu ngủ chỉ ngồi tha ma vách đá nơi đồi bằng hồi hướng muốn dân đằng bình yên kết ra an tọa lòng thiên định bóng tựa Phật Đà dạng ánh linh muôn dân trăm họ lòng cung kính choàng áo cà sa bài tha ma khiêm nhường mộc mạc lòng uyên bác xem nhẹ thân này có như không không tiền không bạc không nhà cửa không chùa không miễu chỉ một trong trong mình tu luyện lời Phật dạy khổ ải bao nhiêu chẳng sờn lòng bóng thầy minh tuệ thật mênh mông A Di Đà Phật A Di Đà tuyệt vời rất tuyệt vời thôi cung an đầu tiên cung an rồi mọi người A Di Đà Phật Nam Mô 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 A Di Đà Phật Những tháng ngày sư bộ hành lần thứ tư từ Bắc về miền Trung đã để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc. Những hình ảnh lan tỏa trên mạng xã hội cho thấy sư Minh Tuệ giản dị, kiên nhẫn và đức hạnh. Sư không chỉ là một vị sư tu hành mà còn là biểu tượng của lòng kiên trì và sự tận tụy với lý tưởng của mình. Hành trình của sư Minh Tuệ đã không chỉ khơi dậy lòng kính trọng từ các Phật tử mà còn thu hút sự quan tâm và hỗ trợ từ chính quyền và các cơ quan chức năng địa phương. Sự phối hợp giúp đỡ cho sư được thực hiện con đường tu tập của mình là minh chứng rõ ràng cho thấy lòng tin của em vào chính quyền và các cơ quan chức năng là đúng đắn. Đối với tôi, sư Minh Tuệ là nguồn cảm hứng lớn. Đức hạnh của sư, sự kiên trì và khiêm nhường trong lối sống đã dạy cho tôi nhiều bài học quý giá. Nhìn sư, tôi cảm nhận được rằng cuộc sống này còn rất nhiều điều tốt đẹp và những giá trị nhân văn cần được bảo vệ
và phát huy. Sư Minh Tuệ không chỉ là một người thầy dẫn dắt về Phật Pháp, mà còn là một tấm gương sáng để chúng ta học tập. Những hành động nhỏ nhặt nhưng đầy ý nghĩa của sư, từ việc chăm sóc cảnh quan xung quanh khu vực tu hành đến việc truyền đạt kiến thức, đã góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn, đầy tình thương hơn và sự cảm thông. Qua mẫu tin ngắn trên đài truyền hình, em càng thêm tin tưởng vào con đường tu tập của sư Minh Tuệ và sự hỗ trợ từ chính quyền. Người làm chương trình, chúng tôi hy vọng rằng những giá trị tốt đẹp mà sư Minh Tuệ mang lại sẽ tiếp tục được lan tỏa, tạo nên một xã hội an lành và nhân ái. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.